lá giống như cây này Tại vì cây mà quan hợp á, nó phải có lá Nếu mà đủ lá giống như cây này Sử dụng bộ sô mít kết hợp với đi thêm siêu, cali, siêu canxi si bo <laughs> xin, xin, chào quý bà con thân yêu Mình là Hoàng Anh đến từ siêu thị cây giống Willow Farm Hiện tại bây giờ là cũng tới giờ ăn cơm là cô ra kêu hút nãy giờ luôn thực sự là mấy anh em cũng khá là mệt trời cũng đang rất là nắng mà con thì bà con thấy mồ hôi nhễ nhãi đó nhưng mà cũng rất là muốn được thực hiện cái video này để chia sẻ với quý bà con chúng ta tại vì quên thấy nhiều quý bà con chúng ta chưa có biết cách để nuôi dưỡng cái trái mít của mình làm sao cho nó tròn nó đẹp nó mẩy và nó nặng ký trong vườn của cô thì hôm trước là cái những cái lượt là vừa cắt rồi là trái rất là to rất là đẹp và toàn bộ thì gần như là khoảng tám mươi phần trăm mà trái nó giống như vậy luôn nè bà con nè và sử dụng cái bộ xô nuôi trái mít bộ xô nuôi trái mít thì tới bây giờ thì chắc là à, quanh không cần à, đưa ra bà con thấy không nắng quá nắng quá thở không nổi à, xíu nữa chị xíu, dạ. xíu nữa xíu nữa ăn cơm đây rồi chị <laughs> làm Bà con biết đó là bộ xô nuôi trái mít đã được rất là nhiều các nhà thương lái cũng như nhà vừa biết tới Tại vì là khi mà bà con chúng ta sử dụng bộ xô và đem ra những cái nhà lái nhà vừa người ta chia sẻ đó Thì thật sự ra là người, người, nông dân Việt Nam chúng ta đều có cái yếu tố chia sẻ trong sẵn ở trong cơ thể rồi mình đó bà con Sẵn ở trong tinh thần mình rồi Tức là khi mà thấy được cái gì hay đều hỏi ờ sao bạn làm được như vậy, sao ông làm được như vậy, sao bà làm được như vậy Để mà có thể hiểu thức hết, hết là áp dụng lại cho vườn của mình Và sau đó là chia sẻ tới những cái người thân của mình trước và sau đó chia sẻ tới những cái người khác giống như khi quanh biết được cái bộ xô nuôi trái mít khi ban sử dụng cho vườn của mình quanh thấy nó hiệu quả và bắt đầu quanh quan sát quan sát quan sát và thấy được cái bộ xô nuôi trái mít giúp cho cái trái mít của chúng ta nè à, tăng trưởng chiều ngang tăng trưởng chiều dài làm cho cái cuốn nó cũng mận luôn nha bà con nha là nuôi dưỡng của cuốn luôn nên là khi bà con chúng ta sử dụng bộ xô nuôi trái mít là chúng ta sẽ sử dụng từ lúc mà cái trái nó còn nhỏ, cái bông từ lúc nó mới ra bông luôn giống hạn như này, sử dụng cái bộ nuôi trái mít là từ lúc mà cái trái nó mới ra bông luôn chứ không phải là à, chúng ta sử dụng khi mà trái nó lớn rồi à, thì khi bộ si bà con chúng ta sử dụng bộ nuôi trái mít là gần như là gần như là chúng ta cây mít của chúng ta sẽ đầy đủ dinh dưỡng lúc đó bà con chỉ cần chú ý thêm là tăng cường canxi à, tăng cường phun cái nấm khuẩn nữa là ok ở trong vườn thì thật sự ra những cái cổ trái lớn là đã vừa được cắt rồi còn những cái cổ trái còn lại là những câu trái đang lớn nên bà con thấy là nó chưa có tới ngày nên là thấy nó nhỏ nhỏ vậy thôi chứ bộ xô nuôi trái mít là quanh cam đoan với bà con chúng ta nếu cây bà con chúng ta mà đủ lá giống như cây này tại vì cây mà quang hợp á, nó phải có lá nếu mà đủ lá giống như cây này sử dụng bộ xô nuôi trái mít kết hợp với đi thêm siêu, ca siêu canxi si bo kết hợp với ngăn ngừa nấm khuẩn bằng siêu giáp và mít sơ đen và kết hợp tăng cường cái nếu có thể thì tăng cường thêm cái kali hữu cơ thì bà con sẽ thấy là toàn bộ trái mít của chúng ta nó sẽ rất là đẹp giống như vậy đẹp giống mình cái trái này khi mà nó đạt được trọng lượng của nó để cắt thì quanh nghĩ nó cũng phải 18 tới 20 kg nha bà con nha và khi sử dụng bộ sô bà con chúng ta sẽ được gì nè bà con khi bà con chúng ta nghe cái giá tiền bà con thấy muôn lần bà con ngán như thật sự giờ là giá phân tăng lên rất là mạnh giá phân NPK tăng lên rất là mạnh bà con chúng ta bón phân NPK rất là nguy hiểm cho cây mít chúng ta để dễ bị xì mũ bà con có công nhận với quanh là khi nhắc tới NPK bà con nào đã bị xì mũ rồi bà con sợ không hôm qua ở cái vườn mít của anh ao nhắc tới NPK là ông nói, thôi, thôi 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 đừng nhắc tới NPK nữa sợ dữ lắm rồi không phải là em bác bỏ phân vô lượng phân 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 vô cơ hay là phân đa lượng nha các anh mà là em muốn nói là riêng cái đặc tính cây mít ở miền Tây chúng ta là bà con chúng ta đi đa lượng nhiều quá lại NPK nhiều quá rất là dễ dẫn tới tình trạng xì mũ, nứt thân xì mũ. Đó, nên là con chúng ta khi sử dụng bộ xô nuôi trái mít này nó cũng góp phần giải quyết được cái một hạn chế được cái vụ nứt thân xì mũ tại vì ở trong đó nó có cái bịch trichohomic là nó sẽ tạo một cái hệ thống vi sinh vật có lợi đối kháng là những cái con nấm mà nấm là một trong những cái nguyên nhân gây ra xì mũ. Rồi cái xô nuôi trái mít là ở dạng cân bằng về đạm và nó không có nó vừa đủ đạm để nuôi dưỡng cho cái trái chúng ta lớn và trong đó nó đặc biệt chú trọng vào axit amin nha các khoáng chất các cái thành phần như rong biển tạo biển vi sinh này kia để mà giúp tăng cường cái sức đề kháng cho cây tăng cường những cái 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 khoáng chất cần thiết cho cây để giúp cho cây nuôi trái cho nó hiệu quả tại vì chúng ta ngoài ăn thịt ra chúng ta còn phải ăn thêm rau chúng ta còn phải ăn thêm trái cây ha. chúng ta có thể uống thêm nước dừa để lấy những cái khoáng chất có trong những loại đó để nâng đỡ sức đề kháng của cơ thể chúng ta và giúp cho thể chúng ta ngày càng lớn một cách khỏe mạnh thì tương tự như vậy cơ thể cơ chế của cây nó cũng như như vậy nên khi bà con chúng ta sử dụng bộ xô nuôi trái mít nó gồm một cái xô một một cái xô 20 kg với lại từ 4 đến 8 bịch humus hoa kỳ 4 đến 8 bịch trico humus chúng ta sẽ tưới như thế này là chúng ta sẽ vừa kéo bông luôn á Vừa nuôi dưỡng cái bông này luôn nè bà con Làm cho cái bông của chúng ta mập Cái cuốn của chúng ta bự à, Và đồng thời ở trên thì nó có thần dược bự trí mít Rồi siêu ấu giáp, mít sơ đen và siêu canxi si bo Nó sẽ giúp nâng đỡ toàn bộ cái trái của chúng ta Để kết quả là bà con sẽ được Phần lớn những cái trái nó sẽ giống như vậy À, trái này trái nó nhiều bự như vậy hay không nó phụ thuộc vào cái sức của cây của chúng ta từ hồi lúc mà chúng ta làm bông nữa nha bà con nha còn với quy trình làm bông như thế nào thì quanh sẽ chia sẻ riêng trong những cái video tiếp theo à, quanh rất là mong là quý bà con chúng ta sẽ ngày càng sử dụng cái bộ xô nuôi trái bích rộng rãi hơn không phải là để bên quanh có thể bán được nhiều hàng hơn cái việc bà con chúng ta sử dụng nó sẽ nó sẽ giúp quanh rất là vui tại vì cái sự những cái thông điệp mà quanh cùng với anh Viễn và đội ngũ kỹ thuật của mình các bạn chuyên viên truyền tải đến quý bà con chúng ta để làm gì để bà con chúng ta ăn được cây mít của chúng ta nó râu nó bền còn nếu bà con chúng ta cứ đi phân NPK hoặc những cái loại phân hữu cơ mà chúng ta không biết rõ nguồn gốc ở trong đó người ta có pha trộn lẫn thêm tăng cường thêm cái tỷ lệ đạm để mà xài cho cho nó phê đó thì bà con sẽ thấy là rất là dễ dẫn tới tình trạng xì mũ sáng ngày hôm nay đã đi một giường xì mũ rất nhiều và xài rất là nhiều loại ao bờ cờ không tiện nhắc ở đây nhưng mà ao bờ cờ đó thì bà con chúng ta sẽ thấy là nó dẫn tới tình trạng dư đạm và bị xì mũ rất nhiều à, nhưng mà nếu mà vườn bà con chúng ta đang xì mũ chúng ta chuyển qua sử dụng cái bộ dinh dưỡng của phía siêu thị cây giống Willow Farm nó không có nghĩa là nó đứng xì mũ liền nha bà con nha nhưng trái nó sẽ được nuôi một cách khỏe mạnh để đạt được cái trái to trái bự này và sau đó nó sẽ giải mã những cái đạm còn dư ở trong đất này nó biến thành những cái hữu cơ cần thiết cho cây những cái chất dinh dưỡng cần thiết cho cây và nó sẽ không dẫn tới hạn chế từ 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 cái tình trạng xì mũ giường và bằng chứng là nhiều nhiều vườn của quý bà con chúng ta à, ở ngay cả cây lại rồi cần thơ rồi 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 An Giang rồi này kia đều có rất là nhiều cái câu chuyện à, chia sẻ về cái vụ xì mũ và ngay cả ở Lâm Đồng rồi ở Đồng Nai rồi này kia ở Tây Nguyên bà con cũng gọi về nói ừ cái vườn của cô của bác hôm nay là trình trạng xì mũ nó là hạn chế rất là nhiều rồi và rất là cảm ơn những cái gì mà công ty đã chia sẻ truyền cái thông điệp thông qua những cái video thực sự khi quanh đứng đây là quanh hết khả năng để nói rồi đó còn ông diễn thì ông đang đứng ngoài nắng đó ông diễn có thể quay lại thấy ngoài đường nắng dữ lắm nhưng mà vẫn phải là chia sẻ với bà con chúng ta để quanh mong là mưa dầm thấm lâu bà con Chứ chúng ta nếu mà chúng ta trồng cây Chúng ta đã vất vả lắm rồi Thiệt là nông dân của Việt Nam chúng ta rất là vất vả Vì chúng ta chưa có phương pháp cụ thể Chưa có một cái quy trình rõ ràng Nên là thành ra rất là vất vả Và rất là mong là thông qua những video này Bà con chúng ta có thể là à, Có thêm được cái một cái giải pháp gì đó Nó tự tin hơn nữa Để mà làm cho việc trồng trọt chúng ta nó vui vẻ Nhẹ nhàng, thoải mái à, Và hạnh phúc nha bà con nha Chào quý bà con và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo ạ à. Bye bye